biết chưa? Từ nhỏ chính phủ của Đại Hàn Dân Quốc là họ biết muốn đất nước phát triển công nghệ cao, bỏ tiền vô đầu tư cho giáo dục. Và bây giờ họ lấy lại là họ lấy lại cái thành quả của họ. Cái lớp trẻ của họ lớn lên, chính phủ lo tiền bỏ vô, cái đầu óc nó cởi mở hơn, nó nắm được công nghệ, nó đi các quốc gia khác nó học. Đầu tư giáo dục là gì? Năm 1980 mấy, 7 mấy, Đại Hàn nó cũng chật vật với cái nền kinh tế lụi xùi. Chính phủ họ quyết định họ bỏ ra một đống tiền, đẩy hết tụi mày đi qua bên các nước kia học, với cam kết là đi về phục vụ cho đất nước. Cho mày đi Mỹ đi đồ học tá lả hết, nông nghiệp, thời trang, quần áo, điện ảnh đi học tùm lum hết. Xong xuôi gì mấy đứa nít nhỏ nhỏ gì, bây giờ nhức đầu mà ngồi soạn thảo hệ thống giáo dục nữa, bê mẹ nó của Nhật Bản đem về giải luôn. Thằng Nhật nó chứng minh được rồi, thằng Nhật nó có xe hơi rồi, thằng Hàn chưa có. Thấy không? Đem mẹ nó hết luôn, hệ thống giáo dục Nhật Bản đem về Đại Hàn dạy luôn, rồi xong cũng hàng châu Á giống nhau, cũng ăn cơm, cũng gấp, cũng ăn rau giống nhau. Đem về dạy rốt cuộc là gì? Bây giờ con đích hạng lớn lên, cái đầu của nó, cái công nghệ cao, cái sự khởi nghiệp của nó, tại vì nó có nền giáo dục tốt. Việt Nam mình nó cứ đợi thời chiến tranh hoài, bây giờ tao cho chiến tranh trải qua 20 năm đi, anh có 20 năm mà. Bây giờ nửa thế kỷ rồi. Cái giáo dục bây giờ vẫn cứ cải cách giáo dục bây giờ, làm sao cái đầu của mình dừng lại ở cái mức độ chỉ có ráp 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 con ốc dặn hết. Thấy chưa? Mình không có cái gì hết. Tại vì các quốc gia đó họ đầu tư cho giáo dục. Và cái giáo dục đó nó được dẫn đầu bởi những người có giáo dục nữa. Với lại các nước khác, Việt Nam mình nói miệng mở cái miệng ra, ông bà mình nói gì, Việt Nam mình có truyền thống hiếu học. Đúng không? Rõ ràng là người Việt Nam mình đi qua bên các nước học giỏi hết. Không tin quý vị tới Orange County đi, quý vị lật cái hồ sơ học giỏi ra, Nguyễn, Võ, Trần hết á. Ok. Tại sao cũng con người đó đi qua nước khác người ta thành đạt, người ta học giỏi. Con nít bây giờ thấy không? Dở cái hồ sơ ra, con nít gốc Việt Nam mình bên này không? Là hồ sơ ra mẹ top 100 toàn là Nguyễn, Võ, Trần, Trương, cái gì đâu không là để hỏi tiếng Việt hết, đúng không? Cũng ở đó, ở Việt Nam cũng là hiếu học. Ngày nào cũng xách cái cặp 13kg, ở trong đó 40-50 cuốn sách, học buổi sáng, học buổi chiều, học thêm, học bớt, nghe học thấy ghê lắm. Cha mẹ cài chết mẹ luôn, nhưng mà sao? Cái hệ thống giáo dục đó nó có vấn đề. Con nít của nó cũng mở mắt ra, cũng xách cái cặp, cũng đi đến trường. Nhưng mà người ta giáo, người cái học của người ta có hiệu quả, còn cái học của mình, học tới bây giờ lớp 7, lớp 8, lịch sử không biết, thế giới không biết, cái gì cũng không có nắm được hết, lơ ngơ, học tới đại học rồi cũng không biết. Mẹ thể chế chính trị thế giới sao, vận hành sao, mà thời buổi thế giới phẳng nữa. Thấy chưa? Thành á, Đài Loan đâu có công nghệ. Mỹ họ vô Đài Loan họ đầu tư. Đài Loan là cái quốc gia lãnh đồ của người ta về dẫn. Giống như Việt Nam mình á, gáp xe đạp chết mẹ luôn á, không có cái gì hết, bắt ốc hết á. Ok. Nhưng 10 năm sau, 15 năm sau Đài Loan làm được cái laptop. Đài Loan có con chip. Bởi vì sao? Họ chú trọng đến vấn đề giáo dục. Chính phủ họ mới cắt cái tiền ngân sách ra. Họ đào tạo, nó gọi là nghề cho công nhân.